cái đó không cần điều khiển được, mà ta đang làm đó. Chân này thì nó sinh hai cái chân này, có rất là nhiều đời, có những đời cắm đúng, có đời cắm lệch trong chân, ví dụ một lệch bên này hoặc lệch ở bên này. Và anh em phải cắm xem là nhìn cắm chân này vừa không có cắm chân trong, xong bật xem vô tư có đảo không. À, lấy gạo ơi, anh nào đi lấy gạo cầm cho em cái quyển phiếu thu nhé. Vậy lấy được rồi đấy. Cái thu anh đi cầm cho em đi. Đây, không phải có tiền này. Em có tiền này. Có tiền, tức là gì? Ôi, cái dây này bị đứt rồi. Để mẹ mua bao thuốc để quên ở bên nhà. Thôi, đang nói rồi, Cầm 1 triệu đây tôi giả lại. Cầm cái chìa khóa nhà chưa? Được. Ông lấy chìa khóa nhà trong sườn khóa xe máy cho anh. À, bà bảo đây, em lấy chìa khóa cho Sơn sang bảo xịt máy của em ơi. Hay là tí tôi làm. Bên khác cho nó chạy không? Là lần sau mình đưa ra biết à cắm sai cái đấy nó cũng không vấn đề gì cả. Đây là mình cắm cho bên cạnh để mình tìm được phương án đúng. Con tủ bên nhà mua lốc 130W đẹp. Con này 150W này được. Nhưng mà 130W thôi, quẩn chuẩn nó 145W. 130W nó yếu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
bắt đầu lát. Con lợn đầu đầu lắm. Thằng Hoàng nó thời gian chưa lâu vừa ăn vừa ỉa ra quạt nó không hết việc luôn. Nó cứ hiện lỗi E3 mà không có lỗi E3 lỗi E3 nó báo là thiết bị không đủ. Có cái tín hiệu không có tín hiệu phản hồi ở bên đây motor nốc quạt. Bây giờ anh em nghiên cứu đi, vẽ cái sơ đồ ra ra đây. Ra bỏ đi á. Bây giờ lại như này. Này nó có hai cái lại đưa ra phương án tiếp, tức là bây giờ lại đảo cái dây chung để nguyên dây quạt đấy, dây chung để nguyên đảo ba dây cho nhau đi chụp ảnh lại để lấy dây chuẩn, xong nó bảo đảo từng dây một cho nhau xem nó xảy ra hiện tượng gì ở trên quạt, đúng không? Bên là cắm vào để xem nó quay trở lại. Đúng rồi, nó đang quay theo chiều của em ấy. Đấy, xem gió hết ra đâu thì tí mình thay dây xem nào. Xem nó quậy như quanh nào. Bên này dọn đường này, đường số 2 vào đường. Bên này, chân sau, chân sau, chân cái đây đây. Không có chân này. Không, đây này, ba cái này, thằng này như cắm ở đây. Ở trên quạt này nó có một cái dây tín hiệu này cắm vào mạch này luôn không anh? Có, trên mạch có không? Đây có. Nếu mạch có thì cắm vào. Còn nhiều con mạch nó không có. Đây, chân này đi. Đây, chân này. Đây là tín hiệu để khi nào bật, khi nào... Nó sẽ điều tốc. Cái đấy nó điều tốc nhanh chậm. Bây giờ cái gắm đi, không còn chạy bật xem nào. Còn bao lỗi không? Nhớ em điều chỉnh tốc độ quạt xem nó thay không, nó có thay đổi không, tăng lên xem nó có thay đổi không.
lấy nó có thay đổi được tốc độ mà chuẩn thì khi lúc ảo cảm ứng gió dài nó có một cái lực cảm biến để điều tốc, còn như này nó thay đổi các em không nhận ra được, thay đổi rất là nhỏ, các em hiểu không? Đấy, nên là khi mà lắp cảm ứng gió dài đấy, tại sao thì đúng không, cái quạt em thao cánh đối phát hiện được là tốc độ số nào số to nó nhỏ, nó rất là khó đấy, nhưng khi cánh nó thay đổi được cái nó quạt hết ra mạnh thì mình sẽ nhìn nó sẽ phân biệt, nó sẽ dễ hơn. Đây là mình chỉ mô phỏng như thế để mình hiểu là tại sao nó như này. Thế giờ anh đang cho phép là các em đảo dây để xem nó chạy ngược hay chạy xuôi như nào. Để nếu như trong trường hợp lần sau nó chạy ngược thì mình sẽ đảo dây lại, đúng không? Đấy, đảo dây trước khi mình làm cái gì mình muốn đảo dây nào mình phải chụp ảnh lại cái dây nguyên bản đó, đúng không? Thế tí mà muốn cắm lại cái dây nguyên bản có làm trái với cắm cái kiểu gì? Mình vừa nãy mình thấy kiểu cảm giác nó chỉ khự lại thì khả năng là nó cũng khự nó thay đổi, nó thay đổi gì nữa, nó nhận lạnh nó thay đổi gì nữa. Nhưng có những cái con mạch kia thì nó không có cảm biến, cái chân cắm cảm biến. Cái con mà đời không, đời hôm qua đang cũ của anh đâu xem. Đời đấy nó không có chân cắm cảm biến gì đâu. Mỗi con nó có cái cảm biến khác nhau. Ấn vào đây là rút được ra anh. Ấn đẳng xuống, xong nó lại quan sát đi, cái đấy các em có thể quan sát được. Thank you.